Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng bên cạnh về việc xem tử vi con giáp hoặc ngày tháng năm sinh thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người, đặc biệt là những đặc điểm trong lòng bàn tay. Theo sách tử vi ghi lại, lòng bàn tay của con người chứa đựng những bí mật tương lai mà không phải ai cũng biết. Những vân tay và đặc điểm trong lòng bàn tay sẽ thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những đặc điểm được trời cho là phú quý trời ban, những ai có được thì xác định cả đời sống sung túc đầy đủ, không lo cơm áo gạo tiền. Không những thế, cuộc sống hậu vận lại an nhàn hưởng phước. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những dấu hiệu trong lòng bàn tay được cho là phú quý trời ban. Bàn tay mà ai có được thì ít nhất một cái thì cũng đủ biết được đó là người sung sướng, được mọi người yêu thương che chở hết mực. Cùng mở tay ra xem bạn có được mấy cái. Lưu ý, nếu là đàn ông thì kiểm tra tay phải, còn phụ nữ thì kiểm tra tay trái. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Tay giống như củ gừng khô, có tướng thịnh vượng. Bàn tay giống như gừng khô, chủ yếu nói về khả năng cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất mạnh, hơn nữa lực mạnh yếu khi nắm tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng. Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù có những kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí. Vân tài vận. Vân tài vận chính là đường vân nằm ngay dưới ngón tay đeo nhẫn kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía lòng bàn tay. Người có được vân tài vận thường có tài kinh doanh buôn bán thiên bẩm. Nếu làm trong lĩnh vực này thì tiền tài nhiều như nước, dồi dào mãi không cạn. Ngoài ra, người này cũng giỏi về các giao dịch tài chính khác. Đường vân hình sao. Theo nhân tướng học, vị trí đường vân nằm dưới gò thủy tinh của ngón vô danh là đường vân hình sao. Về mặt nhân tướng học, người sở hữu đường vân này thường là người thông minh, năng lực phân tích tổng hợp tốt, học một biết 10. Họ có khả năng sẽ phát tài ngoài ý muốn. Hơn nữa, đường tài vận của con cái cũng khá tốt, có thể hưởng phúc của con cái sau này. Bàn tay có vân bí tài, dài và sâu. Phía trên đường tình duyên trên tay có một đường vân nhỏ, song song gọi là đường lý tài. Nếu đường này sâu và dài thì đây là những người rất biết cách quản lý tiền bạc. Dù làm ông chủ, tài chính hay kế toán thì họ đều rất biết cách sử dụng tiền bạc. Họ dễ dàng kiếm và tiết kiệm nhiều tiền, cũng là những tướng người giàu có. Tay có nhiều tài khố. Gốc của ngón út trong bàn tay được gọi là gò thủy tinh. Đường vân thẳng ở vị trí này được coi là vân tài vận. Vận tài lộc tốt hay xấu đều liên quan tới đường vân này. Nếu đường vân này dài và sâu hoặc có nhiều đường vân nhỏ xung quanh, thì những người này có vận tài lộc rất tốt, sẽ phát tướng phú quý. Nếu phần giữa gò thủy tinh và gò thái dương xuất hiện hình chữ thập, thì người này có nhiều cơ hội về tiền bạc bất ngờ, ví dụ như trúng xổ số hoặc đầu tư cổ phiếu có lãi. Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi. Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của người có đường tài vận hướng thịnh sau này. Dù trong công việc hay trong cuộc sống thì họ luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người ta có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. Người có điểm tay này rất dễ giàu có. Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân. Nếu đốt thứ hai của ngón tay cái xuất hiện nhiều đường vân ngang dọc thì người này giỏi tích lũy tiền bạc. Đường vân càng nhiều càng thể hiện được tiền bạc được tích góp nhiều, và những người này thường vì chăm chỉ mà giàu có.
Vân hình chữ điền. Nếu vị trí đường vân tay xuất hiện gần sự nghiệp và đường sinh mệnh là đường vân chữ điền, vị trí vân tay này sẽ mang ý nghĩa may mắn. Những người có đường vân chữ điền thường sẽ sở hữu nguồn đất đai rộng lớn. Họ rất thích hợp làm việc trong lĩnh vực mua bán nhà đất hoặc khai thác mỏ. Bàn tay có xuất hiện chữ M. Những ai mà lòng bàn tay có hình dạng giống chữ M rõ nét thì chứng tỏ đây là người có tiền. Chữ M được tạo ra từ đường đời, số mệnh, trí đạo và tâm đạo. Nên nếu lòng bàn tay có hình chữ M, dự báo bạn sẽ là người giàu sang, phú quý. Nếu chỉ tay đường số mệnh chạm vào đường Thái Dương, báo hiệu rằng bạn sẽ giàu có. Nếu một nhánh của đường số mệnh chạm vào đường Thái Dương cũng báo hiệu bạn là người giàu sang và có tên tuổi trong xã hội. Còn nếu trên bàn tay xuất hiện ký tự đuôi cá cuối đường đời thì đây là dấu hiệu quý hiếm, chỉ ra cuộc sống thịnh vượng, không lo thiếu tiền của bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn quan sát thì thấy đường Thái Dương của bàn tay chia làm 3 nhánh thì đây chính là dấu hiệu cho thấy bạn là người có mối quan hệ rộng rãi trong xã hội, và chính nhờ mối quan hệ lớn này bạn sẽ ngày càng giàu sang và sung túc hơn. Đường vân có hình sao. Theo nhân tướng học, vị trí đường vân nằm ngay dưới gò thủy tinh của ngón vô danh là vân hình sao. Về mặt nhân tướng học, người sở hữu đường vân này thường là người thông minh, năng lực phân tích tổng hợp tốt, học 1 biết 10. Họ có khả năng sẽ phát tài ngoài ý muốn. Hơn nữa, đường tài vận của con cái cũng khá tốt, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái sau này. Các gò trên bàn tay nổi cao đầy đặn, trung tâm lòng bàn tay hõm. Người có 4 gò nằm ở 4 góc ngón tay là gò mộc tinh, gò thổ tinh, gò thái dương và gò thủy tinh, đều có nỗi cao đầy đặn, lòng bàn tay lõm xuống, cả tay bồng hào thì có tầm nhìn xa trông rộng, dũng cảm, có thể chịu đựng gian khổ, có năng lực đảm nhiệm những vị trí trọng trách lớn. Sự nghiệp có thể đạt được thành công rực rỡ, lại hay gặp được quý nhân đúng thời điểm. Đương nhiên, nằm ở vị trí góc ngón áp út, ngón tay đeo nhẫn, xuất hiện chữ thập và vân hình lưới thì đó là biểu tượng của sự may mắn, đại phú đại quý và liên tiếp có nhiều tin vui của bản thân hoặc trong gia đình. Móng tay vuông vắn, ngón tay hình cấu trúc. Có các đặc điểm như trên thì người này vô cùng vượng tài. Ngược lại, nếu ngón tay gầy guộc giống như chân gà thì thường tay lộ tài, không có tiền và cũng không giữ được tiền. Móng tay con cái phải hơi nhọn, hình chữ nhật thẳng, hơi nhọn đầu là tốt nhất. Những người có móng tay hình tròn thường là người có số mệnh vất vả, gặp nhiều khó khăn. Nốt ruồi xuất hiện trong lòng bàn tay. Bất kể nốt ruồi nằm ở vị trí nào, đặc biệt 4 gò bàn tay thì người này đều có phúc phận, giàu sang, phú quý. Dù là nam hay nữ, chủ nhân không được hưởng gia tài lớn hoặc vì điều may mắn bất ngờ mà mình trở nên giàu có. Ngón giữa có tam ước vân. Thông thường giữa các đốt ngón giữa có một đường vân ngang gọi là thực tiết vân. Nếu có 3 đường vân ngang thì chính là tam ước vân. Người này khá may mắn, cả đời không thiếu tiền và thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác trong chuyện tiền bạc. Gò mộc tinh phát đạt. Trong nhân tướng học, vị trí dưới ngón giữa được gọi là gò mộc tinh. Nếu vị trí này đầy đặn, lồi lên và khí sắc tươi tắn thì tài vận của người này rất tốt. Thường nhờ kinh doanh mà họ lớn mạnh, có khả năng trở thành người giàu có. Cung điền trạch đầy đặn. Cung điền trạch nằm ở dưới ngón cái. Vị trí này tượng trưng cho sản nghiệp, nhà cửa, đất đai. Nó phản ánh hoàn cảnh sống của một người, cho nên muốn biết bạn gái có giàu sang hay không thì cần phải xem xét vị trí này. Nếu cung điền trạch ở lòng bàn tay đầy đặn, thậm chí nhô cao, điều này chứng tỏ gia cảnh của bạn rất tốt. Bạn sẽ sớm có được sự nghiệp của riêng mình và sống sung túc, đủ đầy. Nếu cung điền trạch của bạn đầy đặn và hồng hào, điều này chứng tỏ bạn sẽ sở hữu khối tài sản đất đai có giá trị. Cung tài bạch đầy đặn. Cung tài bạch nằm ngay dưới ngón trỏ. Nếu bạn sở hữu cung tài bạch nổi cộm, đầy đặn và hồng hào, những người có cung này chứng tỏ tài vận của bạn rất thịnh vượng, bạn có đầu óc nhanh nhạy của thương nhân, biết nắm bắt thời cơ để kiếm tiền, cho nên cuộc sống giàu sang sẽ ở trong tầm tay của bạn. Vân ngộ quý. Vân ngộ quý có nghĩa là gặp được quý nhân phù trợ. Trên bàn tay, đường vân này bắt đầu từ vị trí giao giữa càn cung và đường chỉ tay sự nghiệp.
Người có vận ngũ quý thường giỏi giao tiếp, cuộc sống gia đình hòa thuận, nhân duyên tốt, sẽ gặp được người tương trợ, giúp cho sự nghiệp nên tường đồ sáng lạn, công thành danh toại, sẽ phát tài phát lộc. Vận tổ vệ. Vận tổ vệ hay còn gọi là thổ chí, nằm ở vị trí nối giữa khảm cung và đường chỉ trong sự nghiệp, nghĩa là được tổ tiên che chở, hậu thuẫn. Đa phần người có vận này đều được thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên để lại, giàu có, thành đạt và thông minh. Vân hào trạch. Vân hào trạch hay còn gọi là vân kim phong tử, nằm phía dưới ngón tay đeo nhẫn. Người có đường vân này có số may mắn về tài lộc, dễ phát đạt tại nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh xuyên ngành, sở hữu nhiều công ty hoặc tập đoàn lớn. Vân đen. Thoạt nhìn vân đen này giống như một nốt ruồi đen, tuy nhiên có kích thước lớn hơn nhiều so với nốt ruồi. Người có vân đen sẽ phát tài lộc, phú quý, giàu sang. Tuy nhiên, khi nắm bàn tay một cách tự nhiên, vân đen này phải nằm gọn trong lòng bàn tay, nếu lộ ra ngoài thì sẽ không tốt. Vân công ấn. Theo thuật xem tướng bàn tay, sở hữu có tên là vân công ấn vì nó có hình dạng như chiếc ấn tròn dùng để đóng dấu trong các công việc. Người có vân công ấn thường có bàn tay, vị trí ngay dưới ngón tay cái, rất thích hợp làm công việc trong cơ quan chính phủ hoặc những việc có liên quan tiếp xúc với bộ máy cấp cao của nhà nước. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.